Chào cả nhà, hôm nay mình giới thiệu với cả nhà món bún gạo khô xào với lòng gà, ăn rất là ngon. Và để thực hiện món này thì ở đây mình chuẩn bị là 2 bộ lòng gà, 1/4 cây bắp cải, 1 củ cà rốt và 1 bịch bún gạo khô. Đầu tiên thì mình sẽ ngâm bún gạo với nước lạnh. Mình ngâm tầm khoảng 30 phút nha các bạn. Mình đến khi nào những cái sợi bún của mình nó mềm là được. Tiếp theo thì mình sẽ thái bắp cải và mình rửa sạch. Cà rốt mình đã gọt vỏ, mình rửa sạch và bây giờ mình bào sợi. Và tiếp theo thì mình sẽ thái lòng gà. Các nguyên liệu ở đây mình đã chuẩn bị xong rồi nè các bạn. Cà rốt thì thái sợi, bắp cải, lòng gà. Và mình thích ăn tiết nên là mình có thêm một chén tiết nữa. Tiết này mình đã luộc sẵn rồi nha các bạn. Bún mình ngâm đã mềm rồi nè các bạn. Nên là mình không cần trụng sơ qua nước sôi và mình xào trực tiếp như vậy luôn. Tiếp theo thì mình sẽ phi thơm hành lên và mình cho lòng gà vào mình xào. Mình đổ luôn cái chén tiết này vào rồi mình xào chung với lòng luôn nha các bạn. Và mình nêm vào đây nửa thìa muối và 1/4 thìa bột ngọt. Mình xào đến khi mà lòng chín hoàn toàn thì mình sẽ cho bắp cải và cà rốt vào. Bắp cải và cà rốt của mình cũng rất là dễ chín các bạn. Mình xào tầm khoảng 2 phút thôi. Cuối cùng thì mình đổ hết cái phần bún khô lúc nãy ngâm vào và mình đảo đều. Lúc này thì mình để lửa vừa phải thôi nha các bạn. Và mình đảo đều tay để tránh cái cho bún khô của mình nó bị vón cục.
và mình nêm nếm lại gia vị. Ở đây mình cho thêm vào khoảng nửa thì hạt nêm. Mình xào đến khi mà cái cọng bún của mình nó đã chín, mình bấm thử nếu mà nó mềm thì mình đã hoàn thành được món ăn. Những cái sợi bún của mình đã mềm rồi nè các bạn, nó rất là tơi, nó không có bị đóng cục. Cuối cùng thì mình cho hành vào và mình đảo đều lên và mình tắt bếp. Đây là cái đĩa bún xào mình vừa xào ra xong này các bạn. Nó rất là ngon. Sợi bún của mình mềm, lòng gà thì thấm gia vị. Kết hợp với thêm rau bắp cải và cà rốt, mình ăn nó không bị ngán. Và khi ăn thì mình ăn kèm với nước mắm chua ngọt rất là ngon.